nhím. Hôm nay mình sẽ bơi tại nhà. Và đây là bể bơi. Xin chào tất cả các bạn. Đấy, là đây mình... này. Nhà ở đâu? Nhà ở đây. Đấy. Mình tên là Bùi. Bùi Mỹ Duyên á, Bùi Mỹ Duyên đây. Thế chào bạn Bin giới thiệu trước. Bạn Bin tên là gì? Bùi. Bùi gì? Đăng gì? Đăng. Đăng Khôi. Bạn Bùi gì đây? Bùi Mỹ Duyên. Ồ hay. Bùi Thảo My. Mỹ Duyên đây. Đăng Mát. Bố bay nữa. Bố ơi, hôm nay tắm tại nhà hơi mát đấy nha. Xem. Xem đây rồi, tí xem. Đấy. Các bạn ơi, đây là mình đang bơi nè. Bây giờ phải bơi tập trung nhá. Lúc đấy thì chúng mình đang nói chuyện hơn nhiều rồi. Bây giờ chúng ta tập trung bơi nhá. Ừ, các bạn tập trung bơi đây. Các bạn ơi, nó đang chạy tách tách lên này. Các bạn ơi, bạn Bin bơi đây. Các bạn ơi, mình đang bơi. Các bạn ơi, bây giờ mình và Nhí đang thay giả. Ờ, mỗi bạn bơi bên này chân khuôn. Các bạn đấy. Bạn Bin, bạn ấy đang bơi kiểu gì? Bạn Bin đang bơi kiểu quái đầu. Các bạn ơi, bây giờ mình chỉ nổi hay là mình chỉ dở? Hay là mình đổi đi? Hello các bạn. Các bạn ơi, bây giờ là mát nha. Bây giờ mát nha các bạn ạ. Đây của tao nhìn nhá. Bây giờ mà tắm bể bơi, khi nào tắm đi bể bơi dưới thì mát nhờ các bạn nhé. Ta bơm nước giếng. Bố bơm giếng đi. Nào. Các bạn thấy bạn Bin quá là tuyệt vời không? Bin quá là nghịch ạ. Bạn Bin quá là nhìn nữa. Đấy các bạn ạ. Đây là em mình nhưng mà không phải bạn đâu. Đây là em mình ấy. Ai, các bạn ơi, ở trong bên thay là rất là mát và yêu. Vô ý của chúng mình. Đó. Bạn Bin đang có xu hướng là rút phao. Bạn Bin rất đẻo. Bạn Bin rất đẻo, bạn Bin dám chủ động rút phao. Các bạn, mình đang làm cái giãn nha. À, ba chị em làm thư giãn này. À, cái bà ông mình biết thì nho. Chị ông đang tập lặn nhưng mà không gian nó lại chật hẹp quá, không lặn được. Thời tiết như thế này thì các bạn nó thích ngâm nước. Bôi còn nước. Bôi nước rồi. Cứ nghịch đi, hết lại bơm. Hết lại bơm nha. Nào mình có giếng không?